Năm em máy suốt củ lông. Heo này là heo hậu bị, heo cái hậu bị để em giao cho khách nha. Heo tai nhỏ mỏ dài, chân thon, bốn chân đen, ba chân lông là chuyện bình thường. Heo còn tơ mà lông lá vậy nó mới lớn là lông cỡ nào. Ăn uống khỏe mạnh là khỏi phá bàn luôn, ăn như máy suốt của lông luôn. Heo này thì để nái rồi chọn con đực đẹp đẹp chút xíu phối ra là giống là khỏi bàn, đẹp xuất sắc luôn. Anh chị nào mà cần heo giống hậu bị đó, heo cái tốt tốt thì liên hệ em nha, em sẽ tuyển những con heo cái đẹp để cho chị gây giống. Heo này thì tầm khoảng 25 đến 25 kg, ở đó từ 15 đến 25 kg. Ăn uống khỏi phải chê luôn. Cho nóng quá. Có anh chị nào cần thì liên hệ em, số điện thoại là 0907075635. Zalo của em cũng là số đó nha. Heo rừng Cà Mau. Em có nhận vận chuyển giao tận nhà luôn nha mọi người. Rồi nó nắng nó bị cháo anh che lại.